Ba. Cái gì? Ba coi giùm con cái này đi. Cái đó là cái gì? Ba biết cầu thủ bóng rổ Nguyễn Tuấn Tú không ba? Mấy cái người đó làm sao ba biết được? Cậu này nổi tiếng mà tốt bụng lắm á ba. Cứ mỗi trận mà cậu ta tham gia thì cậu ta đều trích tiền ra để ủng hộ cho bệnh nhi bị ung thư á ba. Trên đời có người tốt vậy hả? Dạ, bởi vậy con mới nói. Ba, hay là mình làm giống như cậu cầu thủ rồi đi ba. Cứ mỗi trận mà anh ta tham gia cái mình ủng hộ 1 triệu để mà mình giúp đỡ bệnh nhi ung thư á ba. Một trận 1 triệu. Dạ, cái này coi như là mình vừa làm từ thiện nè, rồi mình vừa là nâng cái tên tuổi công ty mình lên nữa. Một công đôi ba chuyện luôn á ba. Hết cái giải đó có bao nhiêu trận? Dạ, không có nhiều đâu ba, chừng 30 trận à. 30 trận, 30 triệu, rồi để trên ba cho ba. Cái người đại diện người ta đang đứng ở ngoài hay là bây giờ ba ký liền giùm con nha, để con đưa người ta luôn. Gấp vậy hả? Dạ. Nha ba. Dạ ba. Đâu? Dạ ba ký đây giùm con. Rồi. Bà uống trà cái miệng cũng đẹp nữa. Ông này, ông thì là khéo nói à. À mà nè, ông có thường xuyên đi kiểm tra tầm soát ung thư không vậy? Ừ thì cũng muốn lắm nhưng mà bề bộn công việc quá, không có đi được. Vì vậy là không được đâu. Tôi nghe người ta nói đó, hơn 90% bệnh nhân ung thư đó đã được chữa khỏi nếu như mà ở giai đoạn đầu đó. Vì vậy ông phải thường xuyên đi kiểm tra nghe chưa? Phải đi chứ. Liệu của tôi nói là tôi phải đi khám chứ. Ủa mà nè, ông đang tài trợ cho chương trình gì vậy? Chẳng là coi mấy cái chương trình á, mấy đứa nhỏ mà nó bị ung thư đó, nhìn thấy tội nghiệp quá thì cũng muốn quyên góp một ít để mà giúp đỡ cho tụi nhóc. Trên đời này có biết bao nhiêu người giàu có, nhưng họ chỉ biết hưởng thụ, đâu có biết chia sẻ cho người khác. Nhưng ông thì khác, đúng là người vừa có tình và có nghĩa, thật là đáng ngưỡng mộ. Ôi, có cái gì đâu, chuyện nhỏ xíu mà. Không có nhỏ đâu, mỗi điểm tới 1 triệu lận đó. Cái gì mỗi điểm 1 triệu? À, đây nè. Đâu đưa tôi coi. Ông coi đi. 1 triệu 1 điểm. Thằng dưa. Dậy. Mày coi đi. Có chuyện gì vậy ba? Mỗi 1 điểm là 1 triệu nha con. Cái gì 1 triệu? Coi đi. Sao lại như vậy được? Con nhớ con coi kỹ lắm rồi mà. Bà đã nói rồi, là để cho bà coi lại không chịu nghe. Ủa sao lại như vậy được ta? Trời ơi, giờ nó còn sao chứ trăng. Con nên nhớ rồi, 1 trái vô là 2 điểm, thấy không? Mà vô 1 trái tức là 2 triệu. Thử hỏi 1 trận nó vô bao nhiêu trái thì bao nhiêu triệu. Nhưng mà ném phạt đền chỉ có 1 điểm thôi mà. Trời ơi, mày còn trả treo nữa hả? Nhưng mà dù gì đây cũng là việc tốt mà. Tao biết con khỉ, con có bỏ tiền ra không? Thì có tiền của ba là được rồi. Ra ngoài. Đây là phòng của con mà. Ủa ai cũng vậy, tao nói mày ra ngoài. Vậy con qua phòng ba con ngồi đỡ nha. Dạ con đi. Bà ơi, bà ơi. Gì vậy? Có chuyện gì? Sao biết bà ở đây? Bà có tin vui, bà ơi. Sao? Cầu thủ Nguyễn Tuấn Tú đã bị chấn thương cổ tay trong lúc luyện tập, có khả năng sẽ không thi đấu những trận đấu còn lại. Trường hợp xấu nhất, có thể dưỡng thương cho đến cuối mùa giải luôn. Vậy là bà yên tâm rồi ha. Mình chỉ thỏa thuận trong hợp đồng là khi nào có cầu thủ Nguyễn Tuấn Tú thi đấu thì mình mới bỏ tiền ra thôi. Còn bây giờ anh ta không có thi đấu nữa là mình không bỏ tiền, yên tâm nha ba. Vậy là tốt rồi. Dạ, sẵn đây con cũng xin lỗi ba luôn. Cũng tại con sơ ý, con hồ đồ hấp tấp quá, không có đọc hợp đồng kỹ mà nó đưa cho ba ký. Ba biết không, con có dự định là xin ba cho con nghỉ việc luôn đó. Nhưng mà cũng may mọi chuyện rắc rối đó được gỡ ra hết rồi. May quá, con xin lỗi ba. Mai mốt con hứa kể từ đây con sẽ làm việc cẩn thận hơn nha ba. Tốt, cho nên mình làm gì cũng vậy, cũng phải kỹ lưỡng hả con ha. Dạ. Chứ là ba đang tính là cho con thôi việc đó. Tính thôi. Dạ.
Đúng rồi, nó bụng quá rồi, ăn gì cũng ngon ha. Ăn mà vừa nói chuyện, bê bối. Gì vậy? Cái gì vậy? Đấy là Nguyễn Tuấn Tú đã trở lại. Ủa sao mày nói là nó nghĩ nó đâu có trở lại? Ủa sao nó nghĩ tới hết mùa giải mà không lẽ bình phục chấn thương rồi sao? Mày coi mấy giờ quánh? Dạ 2 giờ. Còn quánh. Mở tivi liền, máu lên. Hiệp 1 vừa kết thúc. Theo anh có điều gì đáng chú ý ở hiệp 2? Theo như tôi thấy, điều đáng chú ý nhất có lẽ là cầu thủ Nguyễn Tuấn Tú. Tuy rằng anh đã hồi phục được chấn thương nhưng khả năng ra sân của anh ấy còn là một dấu chấm hỏi. Chỉ là dấu chấm hỏi thôi, khả năng ra sân không có cao, bà yên tâm đi. Chúng tôi vừa nhận được một tin vui, cầu thủ Nguyễn Tú ra sân rồi phải. Nó ra rồi kìa. Ba bình tĩnh đi. Cho dù có ra sân thì khả năng mà ghi bàn cũng không có cao đâu, chấn thương chưa có bình phục hẳn mà ba. Nhưng mà lỡ nó ghi bàn thì sao? Dạ vậy thôi tắt đi. Mày mở lên. Trời ơi, tin được không? Chị vừa mới vào sân, anh Nguyễn Tú đã ghi được 3 điểm. Ba chịu. Tôi ghi được bao nhiêu điểm rồi? Vừa mới ra sân hiệp 2, nhưng Nguyễn Tuấn Tú đã ghi được 12 điểm rồi. 12 triệu. 12 triệu con ơi. 12 triệu có nhiều rồi ba. 12 triệu rồi, nó không có bao nhiêu hả? Hụt đi, hụt. Lại thêm 3 điểm cho Nguyễn Tuấn Tú là 15 điểm. 15 triệu. 15 triệu bây giờ con mới thấy có bao nhiêu rồi đó. Có bao nhiêu? Thằng phá hoại. Trời ơi. Mày con mày bỏ tiền ra mày đợi đi. Bà kỳ quá, bà quá đáng quá. Gì quá đáng? Dù gì tiền đó cũng là giúp đỡ các bệnh nhi bị ung thư chứ không phải bỏ vô túi của anh ta đâu. Tiền là giấy hả con? Mày ngon mày bỏ tiền mày đợi cho tao đi. Nếu bà tiếc tiền thì phải giảm lương của con xuống đi để trừ lại. Lương ở đâu mày có? Cũng ba mày phát cho mày chứ tự mày có làm được lương không? Quá đáng lắm luôn. Gì nữa? Thôi được rồi, bây giờ con sẽ đi ra ngoài, con tự làm, con tự kiếm tiền. Con sẽ tự kiếm tiền bằng công sức mồ hôi của con, rồi con dùng số tiền đó để con giúp đỡ các bệnh nhi bị ung thư mà không cần đến ba nữa. Dù cực khổ như thế nào con cũng sẽ đem tiền về. Ai cái thằng này? Trời ơi, trời, cái thằng ngu ngục ngu xuẩn gì đâu á. Không ai khác được các bạn ơi, Nguyễn Tấn Tú lại tiếp tục ghi điểm. Nghi hoài vậy Tú. Anh có sao không vậy? Tôi không sao đâu. Hình như tôi thấy anh là chưa bao giờ làm việc nặng thì phải. Thôi anh nghỉ đi, anh đi tìm công việc khác mà anh làm. Không sao đâu. Tôi làm được mà. Tôi phải kiếm tiền bằng chính sức lực của mình. Yên tâm đi, tôi làm được. Anh về rồi đây. Anh về rồi hả? Nè, làm gì mặt anh dính gì dơ vậy? Anh không sao đâu. Ba ngủ rồi em? Ba trong phòng á. Sợ vô không gõ cửa. Còn gửi bà. Chuyện gì vậy? Hả? Con đã hứa với ba, con sẽ chịu trách nhiệm về số tiền tài trợ. Đây là tất cả số tiền mà ngày hôm nay con kiếm được. Tuy là nó không nhiều, nhưng con tự tin trong một thời gian ngắn nữa thôi, con sẽ kiếm đủ để trả lại cho ba. Xin ba hãy nhận lấy. Ba trăm ngàn, ba trăm ngàn mang thua gì?
Con có biết hôm nay cầu thủ Nguyễn Tấn Tú nó ghi bao nhiêu điểm không? Theo suy đoán của con thì anh ta ghi không được bao nhiêu điểm đâu. Không bao nhiêu điểm, chỉ có hiệp 2 thôi nó ghi 27 điểm. 27 hả ba? Đó mới là hả con? Mới có một hiệp mà 27 điểm. Thì hỏi suốt mùa giải ghi bao nhiêu điểm, biết bao nhiêu tiền. Sao mày không nói gì vậy hả? Không nói gì hết vậy? Ba không cần biết cái chuyện này con gây ra thì con phải chịu trách nhiệm. Nếu không trả được hả, ra khỏi nhà. Làm gì nữa? Lấy cái gì? Đi ra ngoài. Trời ơi. Ủa, có chuyện gì hả anh? Ba không cần biết cái chuyện này con gây ra, con phải chịu trách nhiệm. Nếu không trả được hả, ra khỏi nhà. Vâng, hôm nay Nguyễn Tuấn Tú sẽ thi đấu từ trận đầu. Đúng phải, đây là trận đầu tiên anh chơi ngay từ đầu sau khi bị chấn thương. Dừng lại! Không! Wow! Hoan hô Tuấn Tú! Một mình anh đã ghi được 30 điểm rồi! Anh thật là tuyệt vời! Anh đã lập nên một kỷ lục mới! Trời ơi! Mới có nửa chưa hết nửa trận mà nó 30 điểm! Hết trận thì nó bao nhiêu điểm đây? Trời ơi, tôi nhức cái đầu quá. Mày núp cái gì? Mày lo mày kiếm tiền, mày trả cho người ta đi. Ôi, núp cái gì ba cũng thấy nữa hả? Thấy hả? Mày lo mày xong mày ra dạ. Khỏi nhà tao, đi ra khỏi nhà tao. Đi liền, con đi liền quá. Mày hả? Ở nhà. Ê, ông. Rồi, Nguyễn Tấn Tú quay lại ấn tượng ghê không? Vậy là lần này bầu trời muốn đổi Việt Nam á hả? Có thêm một gì sao mới rồi nha. Kết quả sao là tỷ số nhiều vậy? Anh chàng Tấn Tú này hả, thi đấu hả, còn chơi cả thật giờ luôn á ông. Một mình anh ta hả mà ghi 63 điểm luôn đó. Cái gì? 63 điểm? 63 điểm luôn. Ờ, anh này hay thiệt á ha. Đúng rồi, rất hay thiệt luôn á. Chết thiệt rồi. Làm gì ạ? Tạm thời ba sẽ đi xa một thời gian. Còn nhớ ở nhà phải lên nghe lời mẹ và học hành siêng năng. Không được ăn nhiều thịt sườn quá đó. Thời gian ba quay về nhà có lẽ sẽ trễ hơn nhiều so với dự tính. Làm gì hả? Ráng giữ sức khỏe nha con. Người cha tội nghiệp của con.